bốc máy về Phú Yên xong. Đây nè, khách ở xa vô lựa. Mà máy này về Phú Yên. Rồi, nhà khách kiểm tra cái chắc em cũng làm bảo dưỡng sơ cho máy này luôn. Rồi, em bắt đầu làm bảo dưỡng cầu đầu máy L5018. Máy này thì còn rất là ok. Vỏ sao đẹp luôn ha, quá đẹp luôn. Rồi, em đang làm cái đồ bắt ủi vô. Cho hết rồi, phải tự chế luôn nha anh em. Rồi, bây giờ máy xong rồi nha. Em bắt đầu lên về Phú Yên nha. Đây, có một cây bô tăng thanh luôn ha. Là 5018 Thái nha anh em. Giờ xe em chạy một mạch luôn nha. Thì tới Phú Yên luôn. Xe hơi dốc rồi, mới rửa hơi trơn nha anh em. Mới xịt dầu luôn. Rồi, máy lên xong rồi. Cảm ơn quý chị rất nhiều nha. Xin chào anh em nha. Hôm nay em lôi mấy cái máy 5018 với 60 được ra lôi cho anh em quay cho anh em xem nha. Với báo giá luôn cho anh em nha. Lâu quá rồi chưa làm một cái clip giống vậy ha. Rồi, em xin báo giá cho anh em nha. Thì đây là con máy 4708SB thì nó tầm cỡ 235 ha. Còn mấy chiếc 5018 này thì nhiều giá quá em nhớ hết, nó từ 270 cho tới 300 thôi nha. Đây ha, cái địa chỉ công ty của em là công ty Thủy Tiên nha. Đó, số điện thoại đây ha. Đây, rồi đang quay tiếp cho anh em xem luôn. Em có M6040 đầy đủ, 6040 còn rất là nhiều luôn ha, 6-7 chiếc luôn này nha anh em.